Chào bà con, anh em đoán xem đây là cái gì? Thì vừa rồi thì trên kênh mình có rất chia nhiều anh em hỏi, này là gì? Hỏi về cái này thì mình thì không đi đánh chấm đen bởi vì có cái đánh về thì mình cũng không ăn anh em nhé. Rất ít khi ăn, không ăn thì không đúng, rất ít khi ăn bởi vì chấm đen hồ dịch vụ thì đánh lên thì nó toàn là cá công nghiệp thôi, đánh lên thì nó cũng không về ăn thịt nó cũng rất chi là dở. Đấy, chỉ đánh bán thì được anh em. Ok, đây là mình lấy một cái lọ này anh em, chờ chút. Thì vừa rồi ở trên mạng thì cái này anh em hỏi rất chi nhiều và cũng thấy có vẻ là đang hot đây. Nó khá mắc anh em ạ. Nó dao động từ 750 đến 900 nghìn một lọ này. Đấy, anh em quảng bá đi đánh chấm đen kinh lắm. Anh em đoán được nó là cái gì rồi đúng không? Mấy hôm nay trên mạng thì hot lắm. Cái gì hot thì mình hốt luôn về nhà thôi anh em. Ok. Đây là một chai vừa rồi thì thấy anh em bảo là cái này đánh nha, chấm đen kinh lắm, là chai FL20 này. Đó, thì xuất xứ của nó thì từ Đức cơ, nếu mà đúng ra thì từ Đức cơ. Cái này thì nó có hai loại, một loại dạng bột và một loại dạng nước, thì mình lấy loại dạng bột. Thì không biết là nó là đồ lởm hay là đồ gì thì mình cũng chưa rõ anh em nhé. Thì cũng y xì như cái bạn ở quay ở trên mạng ấy, mình hôm trước mình cũng có xem. Cái mác này thì đây là mác tự dán rồi, không phải là mác sản xuất rồi. Đây là mác tự đóng tự dán này anh em. Các cái nếp nhăn này, đây này. FL20 thì nó là cái này, nó là cái hương vị tạo mùi thức ăn thủy sản để anh em đi đánh chấm đen. Trộn bồi bài mồi rất chi là đơn giản đấy, 2 cân ốc sống và để sống, 2 cân ốc đập dập và 1 cân rưỡi, 2 cân ngô. Khoảng 5 lạng cơm nguội, xong là trộn lẫn với cả một cái mồi này đấy. Thì một lọ này nó rơi khoảng 750 đến 900 nghìn. Thì một lọ này thấy bảo là câu được khoảng 30 buổi thì mình không đi câu chấm đen. Mình lấy để cho thằng cu em nó đi nó câu thôi. Xem nó câu có lên như là lời đồn hay không. Anh em đừng vội mua cái này nhá. Anh em đừng vội mua cái này vội. Để mình bảo thằng cu em nó đi câu, nó test cho anh em. Nếu mà xem này có lên cá như đồn đại như người ta quay phim không. Thì mình cũng chưa có khui. Đây, mác này. Anh em có ý định mua FL20 để đánh chấm đen thức ăn cái dung dịch bột để tạo mùi đánh chấm đen. Đây nó toàn là chữ Tây chữ Tàu thì mình thì cũng chịu. Đó, cáp cái gì đây, là nhìn thấy tiếng cái này là biết là tiếng, biết là này là con cá đó này. Thế còn lại thì không biết. Ở đây nó cũng có mã vạch. Thì để chút mình quét mã vạch thử xem cái này là mã vạch gì anh em nhé. Mã vạch của cái sản phẩm gì thì trên thị trường thì hiện tại thì có một vài kênh bán thì mình cũng có mua thử về dưới đây rồi. Rồi, anh em hiện tại đang rất chi là sôi sục mua cái này. Để mình, anh em đừng mua vội nhé. Để mình test đã, xem như nào đã. Thì mình sẽ báo cáo kết quả anh em sau. Nếu mà câu được thì anh em đi đánh chấm đen thì cứ mua thôi. Còn nếu mà mình bảo cô em nó đi câu, nếu mà không được ấy thì anh em không nên mua nhé. Phí tiền, cả triệu bạc chứ ít gì đâu anh em, đúng không? Rồi, ok. Anh em hóng cái video sau nhé.
Hoặc là có thể sau nữa, hôm nào có thì mình thông báo, thì mình sẽ bảo cô em ngày mai nó đi câu thử xem nào. Thì mình không ra được hồ đâu, có kết quả như nào thì mình sẽ thông báo anh em sau. Ok, đây thì mình sẽ quét mã vạch thử xem nó như nào nhé.